mày vậy My? Sợ lắm hả? Dung đâu? Đúng rồi, con Dung đâu? Cái đó chuyện của tao. Ê, bạn tao mắc mới gì tụi bay chơi dơ vậy? Hả? Chơi dơ gì mày? Má, tao về không kịp là con chó đó nó luộc bạn tao luôn rồi. Ủa? Chơi dơ gì? Ừ. Có gì đâu dơ. Ủa, thì tao kiếm mối cho nó thôi. Mối hả? Mối cũng mắc mày á. Thì cùng lắm tụi tao chia tiền cho mày, mắc gì làm gì cậu. Ờ, đắt cần mày. Đứa nào này không làm gái mà lại bị thanh cao quá vậy? Mẹ, tao mà về chậm một bước hả? Nó luộc bạn tao luôn rồi. Thì nó luộc càng tốt. Mày cũng hay xuống nó làm gái mà, để cho nó luộc đi. Thẳng tí con đường làm gái. Nó chịu tao mới cho làm. Ủa? Thì giờ nó không chịu, nó phải chơi chiêu này. Sao mày mất cười quá vậy? Mày má nó hay người bắt. Rốt cuộc nó đâu rồi? Mày giấu nó đâu rồi? Tao giấu rồi chứ mắc mới gì cho tụi bay biết. Ơi, dậy ơi. Ngủ đủ rồi mày ơi, ngủ rồi. Trời ơi. Dậy. Má nó lè đó, nó ngủ luôn rồi. Tao bế nó lên nó được không? Mày bế luôn á hả? Sao mày rảnh quá vậy? Ai mượn mày ở không xen chuyện của tao? Cái gì mà ồn dữ vậy? Trời ơi là trời, tao tức quá là tức rồi. Rồi vậy mày ơi. Mày phá hết banh chuyện của tụi tao luôn á, thiệt luôn á. Má nếu mà đúng chuyện này là tao xúc tụi bay luôn rồi đó. Mày xúc cái gì? Mày xúc cái gì? Tụi tao ở chung với mày lâu hơn nó. Đúng không? Tự nhiên mày vì con ức ơ, tự nhiên mày xưng làm bạn là sao? Ai ức ơ? Nó. Nè tao nói cho biết nha, tao quen nó hồi từ thời tắm mưa ở chuồng á. Tụi bay mới là cái người tới sau đó. Trời ơi, hết nói luôn. Rồi rồi, má nó. Vậy bây giờ sao? Ý là mày binh nó chứ gì? Bây giờ tao phải nói cho Dung biết. Dung, mày biết sao mày ngủ ngon vậy không? Mày ngủ ngon không phải là do mày mệt đâu, mà là nó bỏ thuốc mê cho mày á. Ê, nói lại nha. Tao không bỏ thuốc mê, tao chỉ bỏ thuốc ngủ thôi nha. Tao cũng mém muốn chứ bộ mất cười quá vậy. Mày cũng rảnh luôn á, mày cũng rảnh luôn, mày khai cho nó biết luôn á. Cái nào đúng thôi chứ. Nếu tao không về kịp là con chó đẻ kêu nó chơi mày rồi. Ủa, thì mày để nó chơi đi, sao mày mất cười quá vậy? Ủa, thì nó đồng ý mới chơi chứ. Trời ơi là trời. Bây giờ vậy nè, bây giờ tao không nói nhiều nữa. Nếu mà mày bình nó vậy á, thì hai đứa bay biến khỏi chỗ này đi. Đừng có ở đây nữa, tao không có ở với tụi bay. Tao cũng không muốn ở chung với đứa khốn nạn như mày. Nè, tao nói cho biết nha, ở chung thế nào cũng bị lây cái sự khốn nạn á. Không cần mày. Con kia mà nói ai khốn nạn nè nha. Cùng lắm thì cũng như nhau thôi, làm gái thôi mà. Dơ thì dơ như nhau. À không, mày sạch hơn tụi tao một chút. Bởi sao đâu ai chơi mày đâu. Mày đánh nó hả? Mày thích mày nhờ mày đánh tao nè. Còn mày nữa. Mày lại mày thanh tao lắm vậy đó. Tôi có làm gì mấy bà đâu, sao tối ngày mấy bà cứ kiếm cách hại tôi không vậy? Thì đúng là mày không làm gì tụi tao hết trơn. Thì cũng chính vì mày không làm gì luôn á. Ôi, mày đặt ra vẻ thanh tao ở trong cái phòng này. Ý mày nói tao dơ chứ gì? Mày tưởng con bạn mày không dơ hả? Ông bạn mày tại vì á chưa có biết được cảm giác bị chơi là như thế nào, cho nên nó thèm. Nó cho bộ nó cứu mày thôi, nó còn ngu. Má. Nè, mày tính gì? Mày làm gì vậy? Mày định mày nói vô coi nè. Tao nói không đúng hả? Nếu muốn cứu á thì nó la lên đi, chứ mắc gì ngồi lên giường cho thằng hùng chạy ra. Mày đừng có ngu nữa, mày tưởng nó binh mày hả? Giả bộ thôi cũng ngu ơi. Không nói gì mày, đi, đi Dung. Không ở với con này nữa. Xích ra mày. Xuống. Bơm, biết chưa? Xuống gom đồ đi. Má ở chung với mấy con này riết. Má công đổ máu nữa. Xuống đây. Không nói nhiều tôi nói nữa. Đi. Đi bà. Ê, thấy người sao rồi? Còn mệt không? Đi nổi không? Mệt quá. Chắc là thuốc mê nó chưa có tan á. Mệt chứ lại sáng giờ chưa có ăn gì, đói. Giờ kiếm, mà kiếm gì giờ? Tiền thì không còn, đồ ăn còn không có nữa, chứ đừng nói tới chỗ ngủ. Rồi giờ sao? Dám ngủ gầm cầu không? Ngủ đi ha. Ngủ gầm cầu luôn á. Ít ra nó không có bị mắc mưa, hiểu không? Đỡ đi. Ê, hình như là hai con nhỏ lừa tao kìa. Quay, bắt nó lại cho tao. Bắt nó lại, dì nó, bắt nó. Bà quen mấy người đó hả? Trời ơi, giật đồ. Chắc là bỏ người ta là giật đồ. Giật đồ. Giật đồ. My. Ta gớm. Vậy, có sao không? Giật đồ. My. Giật đồ. My.
dậy, đứng dậy. Đứng dậy. Từ từ. Chết. Đâu ta? Ôi, nó kìa, bắt lại cho tao. Bắt lại cho tao. Cô ơi. Chưa kịp cảm ơn. Chạy. Mệt rồi. Đỡ rồi. Bớ rồi. Ê, còn dí theo không bà? Trời ơi. Trời ơi, mệt quá. Sao? Cái gì mà nhăn nữa, mệt quá mà. Tôi nói cái số tôi không biết sao nữa. Từ sáng giờ không có cái gì ăn. Còn bị tôi nói chú thuốc ngủ nữa. Bây giờ sao, chạy mệt quá đúng không? Đúng không? Mệt mà đói nữa. Mệt bằng tôi không? Hả? Nguyên một cái tạng thịt như vậy chạy. Trời ơi, chạy một hồi nữa tôi dấp té hay dập mỡ xa chết queo luôn. Cố lên. Kiếm gì ăn rồi đói quá. Sẵn mình tìm chỗ ngủ luôn. Tôi ngủ. Cái gì? Cái chú kia hình như ổng bị gì kìa. Bị cái gì đâu? Ổng xỉn. Chú ơi sao cái mỏ tôi lệch qua bên vậy? Chết rồi. Ổng bị tai biến, ổng bị tai biến. Chú. Bớ người ta. Bớ. Không ai cứu đâu. Chú. Bây giờ sao? Nhà khoa bên kia có cái phòng khám nha khoa. Đi con dẫn chú qua chỉnh cái miệng lại đi. Cái miệng méo quá rồi. Ây da. Ê nhưng mà nó nghe nè, nha khoa người ta đâu có cái vụ mà cấp cứu đâu. Trời ơi, nha khoa thì ít ra trong đó cũng còn có bác sĩ. Có bác sĩ thì người ta cũng biết đường, người ta sơ cứu. Lắc cái gì mà lắc. Con mà không dẫn chú đi hả là chú đi xuống dưới luôn á. Con người ơi. Bác sĩ ơi, cứu giùm bác sĩ ơi. Chuyện gì vậy mấy cô? Cô qua bên kia để tôi khám mình. Sao bị gì? Hả? Ưng. Dạ, ông bị đau lưng. Đau chân. Cái chân bị sao mà đau? Cụ rút. À, chuột rút hả? Có đột quỵ phải không? Trời ơi, làm hết hồn luôn. Không đột quỵ thì nói đại đi. Trời ơi, làm nhiều mệt muốn chết luôn à. Thôi ơi, thông cảm với người ta. Tại vì ông này là khách của tôi ở phòng nha này. Rồi ông đi khám răng đó. Rồi bây giờ nó còn tê, còn nhức răng đó. Ông nói không có rõ. Giờ khỏe chưa? Đỡ chưa? Về được phải không? Thôi về để giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn hai cô. Trời ơi, nói nhiều quá luôn. Ăn hai cô. Không đó, cảm ơn hai cô. Không hiểu mà cái bị cái răng á. Vậy mà nghe tưởng là lời ăn luôn hai cô. Rồi tới số luôn á. Thôi. Cứu người mà cũng tào lao ghê. Thôi đi. Cái gì đó, cứu người mà cũng mà nó đang xui là cái gì nó cũng xui không? Mệt mỏi lắm thôi. Dạ thôi, cảm ơn bác sĩ. Ôi về khoan hai cô. Hả? Cái gì nữa vậy chú? Phải, hồi nãy hai cô lấy lại cho tôi cái bóp phải không? Ủa? Vậy là chú là cái người đàn ông lấy lại cái bóp đó hả? Đúng rồi. Trời ơi, làm cái gì mà chú cháu mình có duyên nhau dữ trời. Trời đất ơi, tại vì hai cô đi nhanh quá đi, tôi chưa kịp cảm ơn. Không có gì đâu, cảm ơn chú. Chú là bác sĩ ở phòng khám này hả? Dạ tôi không phải là bác sĩ mà tôi cái đây là phòng khám của tôi. Cái này là phòng nhà của chú hả? Ừ. Chú là chủ đây hả? Chủ đây. Là sếp luôn hả? Chú ơi. Trời ơi, con mừng quá chú. Chú. Cảm chú ơn. Bao con ăn gì nha. Cảm ơn. Dạ. Con nói bụng quá, chú cho con ăn gì được không? Ăn thôi con. Được rồi chú. Dạ con cảm ơn chú. Dạ. Hai đứa ăn đi, nước mắm nè. Ăn đi.
Nước mắm cha nước mắm vô. Dạ chú thông cảm, nó đói quá, cả ngày nay tụi con chưa ăn gì á. Không sao đâu, cứ ăn đi, thiếu rồi chú mua thêm cho. Không, chắc vậy đủ rồi đó, vậy tụi vậy đủ. Dạ. Cháu cũng ăn đi. Dạ cảm ơn chú. Hôm nay mà không có chú dám chết đói ngoài đường mất. Hai cháu mà ở đâu mà lang thang mà nhịn đói nhịn khát ngoài đường vậy? Dạ để ăn đi, nhai nhiều vô. Trời đất ơi, đồ ngon mà nói ngày này ăn hết đi, lát ăn vô nữa. Ăn đi sao vậy, tự nhiên mắt rung rớm là sao? Sao cháu không ăn? Bữa cơm này là bữa cơm ngon nhất từ trước giờ luôn á. Hai cháu ở đâu mà sống lang thang như thế này vậy? Bận đêm bận hôm mà đi ngoài đường ngoài xá vậy? Dạ, tụi con ở dưới quê lên á, cũng đang đi xin việc làm, mà cũng chưa đâu vô đâu hết á. Mà tức lắm chú. Tụi con có nhà trọ đàng hoàng chứ bộ. Để tôi nói chứ, tôi là tôi nói thẳng, chú biết sao không? Tụi con có nhà trọ đàng hoàng, mà ở chung với mấy đứa kia kìa, nửa đêm thì nó đuổi con ra đường, để con lang thang vậy đó. Trời đất ơi, thân gái dặm trường mà đi giữa ban đêm ban hôm mình rất là nguy hiểm vô cùng. Dạ không sao đâu chú, tới đâu rồi mình tính tới đó. Không thể được đâu. Thôi giờ chú tính vậy nè, nếu hai cháu không ngại thì cứ ở phòng nha chú, được không? Nói thiệt nói chơi chú. Chú nói thiệt, tuy là cái chỗ này đó là nó không có cao sang gì lắm, nhưng mà cũng có cái giường để cho hai cháu nương náu qua đêm. À, mấy cháu làm đỡ nha. Được chứ chú, có chỗ ăn chỗ ở là mừng lắm rồi chú. Cảm ơn chú. Ủa mà chú đâu biết tụi con là ai đâu mà sao chú dám cho lại vậy? Chú cũng mới gặp tụi con mà. Đúng rồi, lần đầu tiên là gặp tụi con, nhưng mà thấy tụi con á là cái người đàng hoàng, dám cái chuyện nguy hiểm vậy mà dám nhảy ra để mà dành lại cái bóp cho chú, thì chú rất là cảm ơn vô cùng. Chú nhìn người không phải lầm đâu. Cảm ơn chú. Nhưng mà giờ tụi con mới yêu người đó, mới tiền. Không sao đâu, không sao đâu. Tiền bạc là không sao hết. Giờ tụi con chưa có tiền, nhưng mà để mai mốt tụi con kiếm rồi tụi con gửi chú nha. Được mà, thôi bây giờ vậy nè, chú tính về là dễ nè. Bây giờ đó thì một đứa đó thì coi như nấu cơm cho chú ăn, còn đứa thì phụ coi lau phòng dọn dẹp rồi nói vậy thôi. Lỡ đỡ hả chú? Nói chi tựa đỡ nặng nề quá vậy. Dạ không chú, được mấy cái việc này tụi con biết làm hết á. Dạ. Đúng rồi, dưới quê làm hoài à, con lên Sài Gòn lâu mà con cũng còn nhớ. Coi như là những cái công việc đó để coi như chú trả lương cho mấy cháu đó. Dạ cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Ăn đi. Cảm ơn chú. Pam 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 pam. Trứng nữa hả? Ừ thì trứng. Trời ơi, cả tuần nay ngày nào không trứng hết trơn, ăn riết tôi muốn thành con gà luôn rồi nè. Ủa con vịt cũng có trứng mà. Mà tôi thích con gà được không? Tôi không ăn trứng nữa. Không ăn nhịn nè, ăn rau nè, ăn đồ xào nè. Trời ơi, chú Thành ơi. Chà, yeah, cái mùi gì mà thơm quá vậy ta? Ồ, trứng chiên. Dạ. Thơm quá. Trứng chiên, canh trứng. Trời ơi, không ngờ khéo tay gì nè. Mấy thằng khiếu nó nấu ăn quá. Dạ. Chú đừng có khen bản vậy nữa. Sao vậy? Trời ơi, tại chú khen không á mà cả tuần nay ngày nào cũng cho ăn trứng hết trơn á. Ăn riết mà giờ con nằm mơ con còn thấy con mắc nghẹn cái trứng vô trong họng á. Cũng nghiêm trọng vậy sao? Nghiêm trọng. Chú, giờ chú làm ơn á, chú nói bản nấu món khác đi chú. Dạ.
Bé My. Dạ. Bé My sáng này mà ăn cơm nghe nó ngán ngán sao á. Dạ đúng rồi. Giờ tự nhiên thèm mì quá à. Mì hả chú? Bé My làm mì xào được không? Dạ được chứ. Muốn cái gì có cái đó. Dạ. Thể theo yêu cầu luôn. Kinh quá luôn á trời. Cảm ơn chú nha, cuối cùng con cũng thoát khỏi mấy cái trứng này rồi. Trời ơi, trứng nó ngon vậy mà chê cái gì trời. Mấy ngày nào cũng ăn hết trơn. Thì ăn rau đi, ăn rau nhiều tốt da mặt. Con đợi mì ra ngoan. Trời ơi, vậy tại chú ăn à. Cái trứng này mà chê mà nhúng như nước mưa ngon lắm nè. Thiệt, ăn ngon lắm, đợi không biết ăn á. Đi sao? Cũng trứng nữa. Ngon mà. Trời ơi, bà có thể nào cho tôi một cái dĩa mì xào không được không? Mì xào rau thôi cũng được, sao trứng nữa vậy? Hả? Ủa mắc cười quá, mì xào trứng thì phải có trứng chứ, mắc mới gì mì xào rau. Muốn ăn mì xào rau xào mình đi chứ. Bây giờ thí dụ mình ăn mì này xào trứng là phải có trứng rồi. Ví dụ như mì trứng mà xào thì cũng là có trứng trong mì, hiểu không? Cái mì trứng á là cái mì người ta đặt trứng sẵn đó, người ta trộn với bột người ta làm mì. Còn cái này là mì xào với trứng, là mì không xào với trứng cũng có trứng, mà mì trứng thì cũng có trứng rồi mới xào, hiểu không? Tóm lại là có trứng. Nếu mà cũng không ăn trứng thì tự đi xào, chứ còn không ai rảnh đâu mà xào mì xào trứng. Không, ý là mì xào trứng mà không có trứng không gọi là mì xào trứng, mà ngay cả mì trứng xào thì cũng phải có trứng ở trong đó mới xào được mì, hiểu không? Cái mì trứng xào có nghĩa là mì mà người ta đặt bởi trứng ở trong đó, người ta trộn với bột người ta làm mì thì gọi là mì trứng xào. Còn cái này là mì. Trời ơi, tôi quá mệt mỏi cho gia đình này. Trời ơi, tại sao vậy? Cuối cùng tại sao vẫn là trứng là sao? Thì là mì xào chứ có thể nào không trứng được không? Không trứng thì đâu gọi là mì xào trứng. Trời ơi, dễ rồi chết luôn, có gì đâu, nếu không trứng thì bỏ trứng qua đây. Sao vậy? Ở đây ăn đi chú ăn đi. Chú ăn đi, đó để con gắp cái trứng. Thôi chú ăn đi, con không ăn đâu. Trời ơi, dễ quá. Thử xào mì ăn. Thử xào mì ăn đi. Ngon không? Ngon. Nó ngon thiệt hả chú? Ngon từ giờ, ngon lắm. Nói thiệt, chưa thấy mà là cái dĩa mì xào trứng nào mà ngon. Thấy kỳ kỳ nghe, chú là bình thường là chú khó ăn lắm mà chú có khen ngon được hả? Nó ngon là ngon mà, thơm nữa. Michelin, bàn tay của nghệ nhân gọi là 5 sao, đúng không? Phải không, phải không? Thông tin hử thôi coi, mùi hử coi. Ừ. Cho miếng. Gì hả? Dẹp luôn. Gì hả? Nghĩ sao vậy? Chỉ có chú Thành nè, với lại bạn của tôi mới được ăn thôi, mấy người tự đi xào đấy. Là... đúng rồi, thử xào đi. Này của bà Dung, tôi ăn cơm. Ngon, ngon, thơm quá. Ngon quá chú ha. Thơm đẫm luôn á. Mỡ thơm nữa, thơm á. Ăn bữa, bữa nay hai ba cái trứng luôn. Thôi được rồi, sạch lắm rồi. Ngưng tay đi vô trỏng ăn sáng kìa. Trời ơi, đây là phòng khám, nên cái khu vực nào á mình cũng phải cho sạch sẽ mới được. Thôi, ngưng. Làm ơn ngưng cái tay giùm tôi một cái đi vô. Cái tay dầu mỡ không. Làm bếp mà. Trời, ừ. Rồi cứ dầu mỡ vậy đi đâu cũng quẹt hết nữa đây. Đi đâu cũng quẹt hết rồi. Khách rồi chợt té rồi sao? Ủa, chợt té thì cùng lắm gãy răng, khỏi mà công nhổ cắm thẳng cái im lem vô luôn. Đúng rồi, vậy cũng nói được luôn á. Thôi, muốn ra đây thì sạch sẽ tinh tươm một chút. Khó chịu quá. Có khó gì đâu. Sạch sẽ tinh tươm đúng không? Ừ. Rồi ở đây sạch rồi đó. Đi vô ăn sáng giùm tôi cái đi. Rồi lát nữa tôi tinh tươm sao? Chờ tôi đi. Dung ơi, Dung ơi. Đây. Trời. Cái gì vậy? Từ để tôi lướt ngang nè, đó. Ê, dịnh lại giùm coi chóng mặt của mình ơi. Trời. Ủa tính nhắc ma ai hả? Cái gì nhắc ma? Trời ơi, tôi làm như lời bà nói nè, tươm tất gọn gàng sạch sẽ nè. Trời ơi, nói là gọn gàng chứ đâu có phải làm ố về như vậy đâu. Là sao ố về? Hơi lố rồi đó. Mệt quá à, sao mà khó khăn. Cái này cũng chịu, kia cũng chịu. Là mình phải tư duy lên chút xíu. Mình đang làm ở đâu? Một cái nha khoa sang trọng như vậy. Đúng rồi. Nhưng mà cứ giặt già giặt dẹo rồi như vậy là mất việc đó. Rồi hai đứa lại ra đường bây giờ. Ngày đó còn lâu lắm. Mấy người mà làm được việc như bà còn lâu mới bị đuổi, hiểu không? Nhưng mà còn tôi,
tôi có một định hướng khác cho tương lai của tôi. Tôi nghèo, biết chừng nào tôi mới giàu được. Mà mình muốn giàu thì mình phải lấy chồng giàu. Mình nhìn đối tượng xung quanh mình. Khách hàng của mình là ai? Là những người có tiền. Khách hàng của mình là ai? Là những Việt kiều bên nước ngoài mới về. Trời ơi, mấy ảnh giàu, tôi mà lọt vô mắt xanh của mấy ảnh tù, anh hốt tôi về bà ơi. Tôi giàu cái một. Tôi lạy bà, bà làm ơn đi. Nhẹ nhàng thôi, chứ như vậy mấy ông cũng không có khoái đâu. Dạ em chào anh. Chị tôi hỏi tiệm mình mở cửa chưa? Dạ em xin lỗi. Xin lỗi. Chị tôi hỏi tiệm mình mở cửa chưa? Anh ơi, đây là nha khoa chứ không phải cái tiệm ăn tiệm uống, mà nó cái tiệm mở cửa rồi anh mới bước vô được, nên em đi xuyên tường anh. Dạ tới giờ rồi đó, nhưng mà mời anh ngồi đây. Ngồi đây nè anh, qua đây ngồi đây anh. Dạ mời anh. Gì vậy, bước qua đây kìa. Bà nhìn kỹ đi, đâu phải ai vô đây cũng là khách. Nhiều khi ta tới ta tư vấn ta biết ta có làm răng không. Gì thường sang á. Dạ anh ngồi chờ chút nha, em đi mời bác sĩ. Vô mời đi, để đây tôi tiếp khách, tôi lấy nước cho người ta uống. Cười quá, mới vô làm nên hơi lỏng cọng. Dạ anh ấy ơi, anh uống gì không? Ở đây tụi em có nước lọc nè, nước trà, nước suối, cà phê, nước ngọt, nước dừa. Anh uống gì em lấy nè. Cho tôi ly cà phê. Dạ anh chờ chút xíu nha, chút xíu thôi. Thơm, sạch sẽ, chịu. Dạ xin lỗi anh chờ hơi lâu. Em mời anh uống nước. Em mời anh uống nước ạ. Ý em nói là uống nước á. À được rồi. À dạ em sẽ ngồi yên để anh cầm nước uống ạ. Anh sao vậy? Anh sao vậy? Anh sao? Có khăn giấy không? À dạ có. Rồi. Không được rồi. Tôi cần cái quá nè. Được. Tôi cần cái không gian thoáng đãng và sạch sẽ ở nơi này á. Dạ ở đây là sạch sẽ lắm anh. Em có để một cái hệ thống lọc không khí rồi. Không, ý tôi là cái sự thoáng đãng á. Dạ thoáng đãng, đồ đạc được kê gọn gàng. Vô đứng ngay chứ vậy? Dạ. Dạ có nhân viên tư vấn ra rồi. Dạ em mời anh. Này nhiệm vụ tôi coi, lần tôi nhắc rồi. Bạn qua đi. Người khách của tôi mà. Sao vậy? Qua lẹ đi bạn ơi. Dạ, em xin phép em vô, khi nào khách nước thì cứ gọi em nha. Dạ. Em tên là My. Dạ. Tên thân mật là My Mập. Dạ. Dạ chào anh. Dạ em là nhân viên. Dạ bây giờ anh cho em xin thông tin để em làm hồ sơ, rồi lát nữa em sẽ mời anh lên gặp bác sĩ nha. Dạ. Tôi là Lê Minh Quân. Dạ. Trời ơi sao khách nào cũng tới mà đẹp trai vậy, em làm cả ngày đâu có biết mệt. Ủa cô nói chuyện vô lý quá. Tôi giả chết mẹ mày luôn bây giờ nha. À coi. Anh Hồng Kiếm Mỹ Dân hả? Cái mặt có đẹp như vậy á, mà đi vô chỉ đồ của người ta, tham đồ của người ta biết không? Thôi nằm xuống đi mà, vợ ở nhà đâu có sướng bằng em đâu. Em làm sướng hơn. Ê cái con quỷ cái kia. Cái mẹ bà lại sáng thân. Cái mặt đơ đơ, con mắt mơ mơ. Nhớ anh Quần buồn. Nói gì tào lao vậy? Bạn chịu nghe, bạn thích lúc luôn. Bây giờ mà tính ra mà sợ một cái quần 25 ngàn, ngày mình sợ được 4 cái, 100 ngàn, tháng được 3 triệu, 10 năm được 3 tỷ. Trời, sao nghe thôi đã thấy giàu rồi trời. Tháng là mình kiếm được là 3 triệu đúng không?
là một năm là mình kiếm được 300 triệu ha, là 10 năm mình kiếm được 30 tỷ đó mà. Cái gì? Ừ. Lo mà chơi với tôi nha. Đây à? Tới lúc giàu rồi khó kiếm bạn lắm. Liễu ơi là Liễu. Con Liễu đâu? Ai cho nó đi chơi? Tự kiếm tiền tự lo.